lại các bạn thì em xin phép được trình bày cái phần bệnh án tiền phẫu và hậu phẫu của ngoại niệu. Thì tại vì cũng coi có một lần cho nên là có gì sai thì các bạn chỉnh sửa với bỏ qua giùm em. Thì cái bệnh án thì gồm cái bệnh án tiền phẫu và hậu phẫu. Thì tiền phẫu thì mình cần ở cái bệnh án tiền phẫu thì mấy bạn cần chú ý tới cái phần mà tiền sử của bệnh nhân. Thì tiền sử thì mình sẽ phân biệt là tiền sử là khi mình sẽ đánh giá cái nguyên nhân mà cái lần mà bệnh nhân vào viện lần này. Ví dụ như là ở lần trước á, mà bệnh nhân vào viện là vì sỏi hai bên, nhưng mà khi mà mình giải quyết một phần là mình giải quyết bên phải rồi, thì lần sau bệnh nhân vào viện mà mình để ví dụ cách đây khoảng bao nhiêu lâu đó, ví dụ 6 tháng hoặc là vài ba năm về trước đó, thì mình sẽ vô lần thứ hai để giải quyết, lần đầu giải quyết bên phải rồi lần thứ hai vô để giải quyết bên trái, thì mình sẽ cho cái lần đầu nó là sẽ là vào cái phần tiền sử của bệnh nhân. Còn nếu mà lần trước mà khi bệnh nhân vào viện mà mình cách đây khoảng 3 năm hay 5 năm hay 6 năm hay 10 năm gì đó, nhưng mà bệnh nhân chỉ bị một cái sỏi bên phải, mà lần này vô cũng vì cái lần trước thì điều trị không dứt điểm mà lần này vô vì một cái sỏi bên phải nữa, thì mình sẽ cho nó là vào cái phần bệnh sử luôn, mặc dù là thời gian nó trước đó có lâu hay không lâu. Thì bệnh án tiền phẫu thì cần chú ý, sau đó thì mình cần chú ý cái tiền sử, rồi sau đó thì mình sẽ khám và đưa tới khám rồi các cái lâm sàng, khám dựa vào lâm sàng mình sẽ tới cuối cùng thì mình sẽ đưa tới một cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Thì một cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân thì mình sẽ gồm có ba cái ưu tiên đầu tiên là sẽ là nhắm mắt chị được. Cái ưu tiên đầu tiên của bệnh nhân là sẽ tán sỏi ngoài cơ thể. Cái lựa chọn thứ hai sẽ là tán sỏi qua nội soi ngực dòng, và cái lựa chọn thứ ba sẽ là mổ nội soi sau phẫu mạc. Thì khi mà mình đưa ra cái lựa chọn thì mình sẽ tham vấn với người nhà của bệnh nhân để ví dụ như bản thân mình sẽ ưu tiên lựa chọn một cái tốt nhất cho bệnh nhân, nhưng mà vì cái điều kiện hoặc là vì gia đình như thế nào đó thì mình sẽ giải thích rõ để cho vẫn là ưu tiên lựa chọn cho bệnh nhân. Cái phần rồi qua cái bệnh án hậu phẫu, thì cái bệnh án hậu phẫu thì mình sẽ chú ý nhiều tới cái phần bệnh sử. Tại vì bệnh sử thì khi mà cái phần bệnh án hậu phẫu thì bệnh sử mình sẽ theo dõi từ khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng cho đến khi bệnh nhân nhập viện và điều trị. Khi mà mình đưa ra một cái option lựa một cái điều trị cho bệnh nhân rồi á, thì mình sẽ cái bệnh sử mình sẽ kéo dài tới cái khi bệnh sử sẽ kéo dài từ trong đó lại bệnh sử kéo dài từ lúc mà khi bệnh nhân bắt đầu khởi phát triệu chứng đến khi nhập viện khám, rồi mình coi thêm cái tất cả các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, rồi cái điều trị trước đó, những cái điều trị trước đó, rồi sẽ là gom hết vô cái phần bệnh sử. Rồi sau đó thì một cái phần quan trọng nữa của bệnh án hậu phẫu là cái phần biện luận. Thì mình khi mà mình đã lựa chọn cái điều trị trước đó cho bệnh nhân rồi, thì mình sẽ coi là cái mình nhận xét là tính mang tính khách quan, là trung thực, là mình sẽ nhận xét cái phần điều trị trước đó là có như thế nào, đúng hay sai, những cái ưu tiên lựa chọn như vậy là có hợp lý hay không. Em xin hết.